Trước khi nổi tiếng, mỹ nhân Triệu Lộ Tư từng bán hoành thánh. Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư từng bán hoành thánh tại trường đại học khi chưa nổi tiếng. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, không phải diễn viên chuyên nghiệp mà bước chân vào làng giải trí một cách tình cờ. Nhận được sự yêu thích từ các vai diễn nhiều màu sắc, Triệu Lộ Tư đang là nữ diễn viên trẻ hot nhất trong dàn tiểu hoa ở Trung Quốc. Kênh điện ảnh của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV6 đánh giá Tinh Hàn Sán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính. Là bộ phim bùng nổ của mùa hè năm 2022. Thành công của dự án giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm tới 3,7 triệu fan chỉ trong 2 tháng, đẩy vị thế của cô lên trở thành nghệ sĩ hạng A. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi thành công như hiện nay, Triệu Lộ Tư đã từng có khoảng thời gian kiếm tiền bằng công việc đặc biệt khi còn học đại học. Một giáo viên từ trường đại học đã được phỏng vấn về thời đi học của Triệu Lộ Tư. Cô giáo tiết lộ rằng nàng tiểu hoa từ sớm đã cho thấy mình là người khá sáng tạo và biết đầu tư kinh doanh. Do yêu thích nấu ăn, Triệu Lộ Tư đã xin phép và mở một quầy hàng bán hoành thánh tại trường. Người đẹp thường sẽ đích thân đến chợ thực phẩm mỗi sáng để chọn và mua nguyên liệu cho món hoành thánh nhân thịt heo. Cô giáo nhớ lại rằng bản thân cũng thường xuyên đến quầy thức ăn của Triệu Lộ Tư và mua hoành thánh. Triệu Lộ Tư chỉ mới hoạt động showbiz 6 năm. Tuy nhiên, tên tuổi của cô đã tạo được những dấu ấn nhất định với hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu và chịu khó học hỏi để thay đổi mình. Ngoài những bộ phim gây tranh cãi, không thể phủ nhận Triệu Lộ Tư vẫn có những tác phẩm để lại dấu ấn tốt. Chính vì thế mà DataWin đã xếp cô vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lừa 95. Đây là một thành tích không phải ngôi sao nào cũng đạt được. Quốc Tiệp, T, H.